Mỹ ơi, bật cam lên đi con. Gia Mỹ ơi. Chúng ta bắt đầu ha các bạn ha. Ngày hôm nay thầy và các bạn sẽ đi ôn tập với nhau. Ôn tập về cái nội dung chúng ta thi giữa học kỳ vào ngày 25 tháng 10 á các bạn ha. Và thầy sẽ ôn thật kỹ. Ngày hôm nay thầy dành 2 tiết này ôn tập xong rồi. Nhiệm vụ còn lại của các bạn là sẽ thực hành với những cái đề này. Nha, thầy tập trung vào những cái đề này để cho các bạn. Các bạn thấy cái đề của thầy chưa nè? Dạ thấy rồi Dạ thầy. thấy rồi ạ. Các bạn cùng quan sát nha, ngày hôm nay mình học cùng Đừng lắng khấm nghe nơi, nha. tập trung đi con. Thầy lưu ý với các bạn là nội dung ngày hôm nay thầy ôn cho các bạn đó là phần nội dung ôn thi giữa học kỳ nhớ nha. Những cái gì mà ôn ngày hôm nay nó sẽ nằm trong đề kiểm tra, được chưa? Và lưu ý đề kỳ này soạn rất nhẹ nhàng là bởi vì các bạn thi trực tuyến cho nên là các thầy cô soạn rất nhẹ nhàng. Rồi bây giờ các bạn cùng quan sát nè. Đề thi trước hết là đề thi của mình nó gồm có tổng cộng là hai phần. Phần thứ nhất sẽ là phần đọc hiểu văn bản. Đọc hiểu văn bản. Phần thứ hai là sẽ phần các bạn kiểm tra kỹ năng viết. Kỹ năng viết ha. Rồi. Đề thi sẽ làm trong vòng 60 phút. Rồi bây giờ nội dung đề như thế nào các bạn cùng quan sát nè. Các bạn nhìn ở đề phần đọc hiểu. Phần đọc hiểu các bạn thấy câu số 1 không? Rồi. Và đề đọc hiểu câu số 2, các bạn lưu ý là cái này nó sẽ nằm trong hai đề. Câu 1 người ta sẽ để ví dụ thầy chợt để cái câu 1 này ở đề 2 hoặc là câu 2 này ở đề 1 được chưa? Rồi mình bóc trúng đề nào thì mình làm đề đó. Nha. Rồi bây giờ thầy Dễ đi thương từng thật câu 1 lắm, nè. dễ thương Thầy thật lắm đi từng lắm câu em ha. 1. Thầy đi nội dung từng câu 1 để giúp cho các bạn hiểu kỹ năng đọc hiểu là gì. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh với lại chương trình sách giáo khoa mới cho nên là phần ngữ liệu thầy cô lấy trong sách giáo khoa. Rồi các bạn cùng đọc với thầy nha, cùng quan sát phần ngữ liệu nha. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. Càng lạ hơn nữa, từ hôm sau gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo mặc vừa xong cũng căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, đành phải chạy nhờ bà con làng xóm. Bà con đều vui lòng góp gạo nuôi chú bé vì ai cũng mong giết chú, giết giặc, cứu nước. Rồi các bạn nhìn vào đề này, người ta trích ở trong một cái tác phẩm ở chương trình ngữ văn lớp 6 mà các bạn đã được học. Câu hỏi đầu tiên người ta hỏi chúng ta nè. Đường Các Khánh bạn quan sát câu hỏi đầu tiên nha. Rồi. cô nhắc Câu hỏi hai đầu lần rồi tiên nha nè. Khánh. Cho biết đoạn trích trên được trích từ văn bản nào và thuộc thể loại gì? Rồi bây giờ các bạn hãy cùng suy nghĩ và phát hiện cho thầy coi ở đoạn trích này được trích từ văn bản nào mình đã được học nào các bạn. Các bạn trả lời vào phần ô chat cho thầy nè. Các bạn mở phần ô chat lên và trả lời tất cả vào trong phần ô chat cho thầy. Thầy sẽ ghi nhận lại phần trả lời của các bạn trong phần ô chat nha. Các bạn ghi hết phần trả lời cho thầy cái đoạn văn này được trích từ văn bản nào nè. Trả lời cho thầy vế đầu tiên trước ha. Trích từ văn bản nào thì Thầy mời các ơi, bạn. cho con hỏi này thầy. Vì chat Được bị nghe. chỗ thầy đúng không thầy? Chat chỗ thầy đúng Đúng không? rồi, gửi cho tất cả các bạn luôn, gửi vào trong chỗ group cho các bạn luôn nha, gửi cho tất cả mọi người thấy luôn nha. Rồi, thầy thấy được từ ý kiến của một bạn là từ văn bản thánh giống rồi nè. Rồi các bạn lưu ý cho thầy là thánh giống là tên văn bản cũng là tên riêng của nhân vật cho nên thầy yêu cầu các bạn viết khoa cho thầy nha. Khi đi thi các bạn viết không viết khoa tên của tác giả, tên của tác phẩm thì các bạn bị trừ điểm đó. Rồi, như vậy đa phần các bạn đều nhận thấy được văn bản này nói về nhân vật thánh giống đúng không? Trích từ văn bản thánh giống rồi. Bây giờ các bạn cùng trả lời vào phần ô chat cho thầy biết nè. Văn bản này thuộc kiểu thể loại nào nè? Thuộc kiểu thể loại nào? Hiện tại bây giờ thì mình mới học chỉ có một kiểu thể loại thôi đúng không các bạn? Rồi, thầy nhận được ở đây các bạn trả lời đó là thể loại truyền thuyết. Rồi, như vậy thầy nhận được rất nhiều câu trả lời của các bạn và đa phần là các bạn đã dễ dàng trả lời được câu hỏi số 1 này rồi. Trích từ văn bản thánh giống.
thuộc thể loại truyện truyền thuyết như vậy. Khi các bạn trả lời được đoạn trích từ văn bản thánh gióng và thuộc thể loại truyện truyền thuyết là các bạn đã đạt được một điểm. Chỗ này các bạn hiểu chưa nè? Như vậy là ở câu này các bạn đã trả lời đa phần đều chính xác. Đáp án của chúng ta đó chính là đoạn trích được trích từ văn bản thánh gióng và thuộc thể loại truyền thuyết. Những bạn nào mà trả lời được y chang như vậy ha, thì bạn đó đã được một điểm rồi. Các bạn lưu ý được chưa nè? Các bạn hình dung ra được chưa? Như vậy đọc hiểu văn bản có nghĩa là như vậy đó, mình sẽ trả lời câu hỏi trong đề bài. Rồi bây giờ câu hỏi số 2 người ta hỏi chúng ta như sau. Các bạn cùng quan sát với thầy câu hỏi số 2 ha. À, câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Tác giả dân gian đã dùng từ ngữ nào để gọi nhân vật? Các bạn quan sát trong đoạn trích này. Tác giả dân gian đã dùng từ ngữ nào để gọi nhân Duy vật? Hưng đọc Chúng ta ra xác Duy định Hưng. nhân vật ở đây đó chính là nhân vật nào vậy các bạn? Là nhân vật thánh gióng đúng không? Như vậy các bạn hãy trả lời vào phần ô chat cho thầy xem coi là tác giả dân gian đã dùng từ ngữ nào để gọi nhân vật nè. Ôi thầy thấy được là các bạn trả lời rất là nhanh và thầy ghi nhận được có bạn trả lời là chú bé, có bạn trả lời là chú bé và cậu bé, có bạn trả lời là chú bé, có bạn trả lời là cậu bé. À, như vậy các bạn thấy nè, ở đây là chúng ta nhìn vào trong phần ngữ liệu thì không có phần là cậu bé nha, Khánh Linh ơi. Con quan sát phần ngữ liệu mình chỉ thấy ở đây tác giả gọi thánh giống là gì thôi các bạn, chú bé mà thôi đúng chưa nè. Như vậy phần đáp án của câu B này, những bạn nào trả lời là chú bé để gọi nhân vật thánh giống đó nha, để gọi nhân vật như vậy bạn nào xác định là các bạn chỉ ghi là chú bé chưa đủ mà phải ghi là tác giả dân gian đã dùng từ ngữ chú bé để gọi nhân vật thánh giống. Nhớ chưa? Được nha. Nhớ chưa nào các bạn? Nhớ chưa? Dạ Như nhớ. vậy các bạn nhớ nha. Như vậy các bạn nhớ cho thầy. Tác giả dân gian đã dùng từ ngữ chú bé để gọi nhân vật thánh giống nha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua tiếp tục câu C. Như vậy nãy giờ chúng ta là hai câu hỏi nhận biết liên quan đến đoạn trích. Bây giờ chúng ta đi vào câu C. Câu C ở đây thầy tập trung đi vào phần kiến thức về tiếng Việt. Hôm nay thầy ghi nhận là các bạn học rất là tích cực nè. Thầy nói là các bạn nhớ bài ha. Cái đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào câu C nè. Nhìn vào câu C. Người ta yêu cầu các bạn là xác định và giải thích thành ngữ được sử dụng trong câu sau. Càng lạ hơn nữa, từ hôm sau gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Rồi. Rồi, thầy mời các bạn. Các bạn trả lời vào phần ô chat cho thầy ha. Rồi, bây giờ các bạn cho thầy biết là thành ngữ ở đây là gì và nhớ đi kèm với việc đó là các bạn giải thích cho thầy thành ngữ nhanh như chớp. Xin lỗi thành ngữ đó là gì nha. Bây giờ thầy kiểm tra phần đáp án của các bạn nè. Các bạn trả lời với thầy là thành ngữ được sử dụng trong câu này là nhanh như thổi. Ồ, các bạn trả lời rất là chính xác nhưng thiếu rồi. Các bạn ơi, nhanh như thổi thiếu rồi các bạn. Người ta yêu cầu chúng ta ở đây nè, các bạn nhìn vào câu C, người ta yêu cầu chúng ta có hai nhiệm vụ ha. Nhiệm vụ thứ nhất là xác định nè. Các bạn thấy từ xác định chưa? Và nhiệm vụ thứ hai là giải thích nè. Rồi, bây giờ xác định cái gì, giải thích cái gì? Yêu cầu các bạn xác định và giải thích thành ngữ. Như vậy các bạn lưu ý cho thầy ha, ở đây người ta yêu cầu chúng ta giải xác định và giải thích thành ngữ nhanh như thổi. Các bạn đã xác định thành ngữ đúng rồi đó. Bây giờ các bạn giải thích cho thầy thành ngữ có nghĩa là gì nè, thành ngữ này có nghĩa là gì? Nhanh như thổi có nghĩa là gì đây các bạn? Nhanh như thổi có nghĩa là gì đây? Là chỉ một việc gì đó nhanh. Bạn Tiến Dũng cũng nói rằng chỉ một việc gì đó nhanh. Bây giờ các bạn suy nghĩ đi, suy nghĩ và cho thầy biết đáp án chính xác nhất nè. Làm việc gì đó rất nhanh. Thầy đang nhận câu trả lời từ các bạn đó nha. Một
Em như hỏi có nghĩa là gì nè các bạn? Là chỉ một việc gì đó rất nhanh. Ồ, thầy ghi nhận được các bạn là chỉ một việc gì đó rất nhanh. Như vậy các bạn thấy nè, ở thành ngữ nhanh như thổi này á, được chưa? Người ta dùng để làm gì đây các bạn? Dùng để làm gì? Đây là một cách, đúng không? Nói ví von về sự thay đổi nhanh chóng về số, về lượng nè, về kích thước nè, đúng không? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ ghi là giải thích thành ngữ. Thành ngữ ở đây được sử dụng, chúng ta sửa ha. Chỗ này thầy sửa xong, ngày hôm nay các bạn cùng làm và sửa với thầy. Thầy sửa bản word này xong rồi á, thì thầy sẽ chuyển đến cho cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm sẽ chuyển trực tiếp vào trong group của phụ huynh các bạn ha, để các bạn, hoặc các bạn sẽ nhận nội dung thông tin này ở trên sức để các bạn tải xuống về các bạn ôn nha. Được chưa cả lớp ơi? Thầy nói các bạn nghe kịp không? Như vậy chúng ta giải thích nè. Như vậy thành ngữ được sử dụng trong câu văn là nhanh như chớp, phải có nghĩa là nè. Bây giờ có nghĩa nè. Có nghĩa là gì? Thầy mời một bạn nhắc lại cho thầy ha. Rồi thầy mời Gia Bảo đi con. Gia Bảo cơ sở 2 đi nè. Có nghĩa là diễn tả cái gì đây? Mời Gia Bảo cơ sở 2 con ơi. Nhắc lại cho thầy nha. Bộ phong bật cam lên con. Các bạn nãy giờ có tập trung không á? Mình đang ôn tập để thi đó nha. Ừ, thầy mời Gia Bảo cơ sở 2 con. Thầy biết nè, nhanh như thổi có nghĩa là gì nè? Hồi nãy thầy nói rồi, bây giờ nhắc lại thôi. Diễn tả cái gì vậy con? Nhanh như thổi mình thấy là nhanh có nghĩa là diễn tả nhịp điệu chậm hay nhanh nè con. Từ nhanh á, diễn tả nhịp điệu chậm hay nhanh con. Gia Bảo. Nè, như vậy nhanh ở đây là diễn tả nhịp điệu nhanh hay chậm vậy con? Gia Bảo ơi. Được rồi, đúng rồi, rất nhanh rồi. Bây giờ thổi nè. Con thấy động từ thổi, con nhìn bây giờ con liên tưởng tới quả bong bóng cho thầy đi. Liên tưởng tới quả bong bóng. Quả bong bóng khi con cầm trên tay thì nó là một cái quả rất là nhỏ, đúng không? Nó chưa có không khí, nhưng mà khi mình thổi vào thì quả bong bóng nó như thế nào đây con Bảo? Quả bong bóng nó như thế nào? To, đúng rồi, to dần, đúng chưa nè? Như vậy từ nhanh như thổi này chúng ta liên tưởng tới việc diễn tả cái gì vậy? Đó chính là diễn tả về sự thay đổi kích thước, đúng không? Một cách nhanh chóng của sự vật, sự việc, được chưa? Như vậy các bạn ghi cho thầy nè. Có nghĩa là diễn tả sự thay đổi ha, nhanh chóng, đúng chưa? Về kích thước nè, phải số lượng nè, của cái gì đây? Của sự vật nè, được chưa? Của sự vật. Rồi xong ha. Rồi, được chưa nè? Chúng ta xong ha. Như vậy là ở phần này các bạn phải giải thích được, các bạn xác định được thành ngữ ở chỗ này là các bạn được một điểm, và các bạn giải thích được đúng, không cần đúng từ ngữ mà thầy đọc lên cái phần giải thích của các bạn, nó thể hiện được cái hiểu biết của các bạn về thành ngữ đó, là các bạn cũng đã được một điểm rồi. Như vậy các bạn khi trả lời câu C này xong thì các bạn sẽ được 2 điểm, được chưa? Rồi bây giờ qua câu D. Câu này khó nè. Câu này bắt đầu đến vận dụng thấp nè. Thầy chỉ cho mức độ là vận dụng thấp thôi, chứ thầy không cho mức độ vận dụng cao nè. Các bạn nhìn câu hỏi, câu hỏi xuống. Câu hỏi D nha. Các bạn quan sát nè. Câu hỏi D của thầy có nội dung như sau. Các bạn nhìn nè. Từ tinh thần chung sức chung lòng của dân làng trong việc góp gạo nuôi giống. Rồi, em hãy rút ra 2 bài học của bản thân mình. Hãy trình bày bằng 2 đến 3 câu văn. Rồi bây giờ ở đây nó có 2 vế. Các bạn lắng nghe nha. Vế thứ nhất, đó chính là phần trích dẫn. Người ta trích dẫn cái tinh thần chung sức chung lòng của dân làng trong việc góp gạo nuôi giống. Thầy mời một bạn nhắc lại cho thầy coi. Ở chi tiết, ở sự việc này, dân làng góp gạo nuôi giống thể hiện ý nghĩa gì đây? Thầy mời một bạn nhắc lại cho thầy nha. Thể hiện ý nghĩa gì ở chỗ này nè? Chí Dũng ơi. Chí Dũng. Dạ. À, thầy mời con phát biểu cho thầy nè. Cho thầy biết coi chi tiết sự việc cả dân làng cùng chung lòng chung sức góp gạo nuôi giống lớn nhanh
thể hiện điều gì vậy con? Nhớ lại trong bài tri thức về thánh giống mình đã được học nè, thể hiện điều gì nè? Thể hiện cái gì vậy con? Mọi người cùng 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 chung lòng chung sức với nhau đúng không, để góp gạo nuôi giống. Từ cái việc chung lòng chung sức đã thể hiện ý nghĩa gì của dân làng? Dũng, con còn nhớ không? Con còn nhớ không nè? Bây giờ thầy hỏi nè, trong cuộc sống của con có giống như vậy, con có đọc câu chuyện bó đũa chưa? Đọc câu chuyện bó đũa chưa? Con nhớ câu À, chuyện bó đũa không? con nhớ câu chuyện bó Câu chuyện bó đũa có nghĩa là người bố đúng không, anh em trong nhà thất hòa với nhau, xong rồi người bố mới yêu cầu các con hợp lại rồi giao cho các con một cái bó đũa và yêu đưa ra yêu cầu rằng là hãy bẻ bẻ cái bó đũa này đi, thì người bố mới đưa ra một cái quy định đó là không được bẻ từng cây mà phải bẻ cùng một lúc cả một bó, thì cả nhà ai cũng nghĩ rằng là ủa sao mà bẻ được, nó như vậy sao mà bẻ được. Như vậy qua câu chuyện bó đũa ta thấy được tinh thần đoàn kết đúng không? Thì ở trong tinh thần của dân làng góp gạo nuôi giống ta cũng thấy được cái gì? Giá trị của tinh thần đoàn kết nha con, nhớ chưa nè? Giá trị của tinh thần đoàn kết nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào chỗ này, thầy hướng dẫn các bạn thực hiện câu này nè. Các bạn nhìn vào câu D nha, câu D này các bạn thực hiện nè. Người ta yêu cầu chúng ta là hãy rút ra bài học cho bản thân mình. Như vậy từ câu chuyện này ta rút ra được bài học gì đây? Cả lớp ơi, cả lớp ơi, bài học thứ nhất chúng ta rút ra đó là gì vậy? Sự đoàn kết, Bài sự học thứ đoàn nhất kết chúng ta rút ra đó và là gì? Đúng rồi, như vậy ý đồng đầu tiên các bạn cần phải có cho thầy đó là cái gì? Từ chi tiết nha, từ chi tiết. Rồi từ chi tiết nào, các bạn ghi lại hết nguyên cái đoạn này nè. Từ chi tiết đúng không? Dân làng, dân làng Chu ơi, bật cam lên đi con. Duy góp Hưng ơi. gạo ha, Duy Hưng góp à. gạo nuôi giống, góp gạo nuôi giống. Rồi khỏi vị trí Từ con chi tiết lo ha, con. dân làng góp gạo nuôi giống, ta thấy được cái gì đây? Phải em học được bài học về cái gì? Bài học về cái gì đây các bạn? Hoa cho bạn thân. Về Đăng ký. sự đoàn kết nha, Sự đoàn rút kết. ra được bài học về sự đoàn kết được chưa? À, bây giờ nè, mình rút ra được bài học về sự đoàn kết rồi, người ta mới yêu cầu mình nè đưa ra hai cái hành động nha, hai cái bài học cho bản thân mình liên quan tới cái chỗ này đó là cái gì vậy? Thứ nhất các bạn phải trả lời được cho thầy, bắt đầu đưa ra hai bài học cho bản thân mình nè. Bên cạnh việc mình học được bài học về sự đoàn kết rồi được chưa, thì mình còn học được cái gì nữa? Đó chính là đó chính là tinh thần gì đây? Tinh thần của Chung lòng giống chung sức. tinh thần chung chung sức chung lòng vì tập thể đúng không? Chung sức Dạ. chung lòng vì tập thể. Rồi bây giờ mình đưa thêm một bài học nữa, mình đã có được một bài học rồi, đó là tinh thần chung sức chung lòng vì tập thể rồi nè. Rồi bên cạnh đó còn bài học gì về định tinh thần đoàn kết nữa? Bên cạnh đó mình còn có một bài học gì về tinh thần đoàn kết Tin nữa tưởng nè? vì một người. À đúng rồi, cả dân làng vì sao lại góp gạo nuôi vào giống, nuôi giống? Đó chính là cả dân làng có niềm tin vào thánh giống đúng không, và tin chắc rằng thánh giống sẽ giúp được cho quê hương đất nước đánh đuổi được giặc ân xâm lược. Như vậy từ chi tiết dân làng góp gạo nuôi giống, em học được bài học về sự đoàn kết, đó chính là tinh thần chung sức chung lòng vì tập thể. Và đặc biệt đúng không, mình chỗ này mình ghi đặc biệt đi, mình ghi đặc biệt nè, đặc biệt ha, đó chính là cái gì đây các bạn? Đó chính là đặc biệt phải biết Nhưng đúng không, phải tin tưởng vào tin tưởng những người có anh khả hùng. khả năng đúng không, những người có khả năng. Thánh giống có khả năng không? Có khả Dạ năng thì có. dân làng mới tin Dạ tưởng có. ha, có khả năng được chưa? Rồi giúp ích cho ai đây? Giúp ích cho tập Cho thể xã được hội. chưa? Từ đây mình liên hệ bản thân đúng rồi. Rồi như vậy mình nhìn thấy là ở đây thầy đã có 2 đến 3 câu văn này nè, một câu đây
Đây là một câu ha. Các bạn nhìn thấy đây là một câu của thầy nè. Đây là câu 1 ha. Rồi, tiếp đến đây chính là câu 2 nè. À, như vậy thầy có hai câu rồi. Và cuối cùng là câu 3 nè. Như vậy qua ba câu văn này, thầy đã rút ra được bài học cho bản thân của mình từ việc thầy khám phá chi tiết cả dân làng góp gạo nuôi giống. Được chưa nào cả lớp ơi? Các bạn đã hiểu được câu D chưa nè? Như vậy ở câu D này các bạn chỉ cần làm đơn giản cho thầy là gì? Hỏi gì trả lời cái đó. Được chưa? Người ta hỏi mình rút ra bài học đi, thì qua câu chuyện này mình rút ra được bài học gì thì mình trả lời cái đó. Nhưng lưu ý cho thầy, quan sát cho thầy về mặt hình thức nữa nè. Người ta yêu cầu chúng ta trình bày bằng 2 đến 3 câu văn nha. Như vậy mình phải viết 2 hoặc 3 câu. Nếu viết một câu chưa đủ yêu cầu nha các bạn. Các bạn ở lớp nhớ chưa nè? Ở lớp nhớ thầy lưu ý chưa? Làm bài thì phải viết đủ số câu theo quy định nha. Rồi, như vậy là chúng ta xong đề 1. Các bạn thấy đề 1 dễ không? Cũng dễ. Các bạn thấy đề 1 dễ không nè? Cũng vừa, mức độ vừa vừa. Vừa sức của mình thôi hả? Chỉ vừa sức thôi hả? Mà thầy tin chắc rằng là qua phần sửa của thầy, các bạn sẽ nhớ phần tri thức này nha. Và để ôn tập trong phần thi học kỳ, giữa học kỳ nha. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại đề 1 một lần nữa nha cả lớp ơi. Chúng ta nhìn lại đề 1 một lần nữa nha. Đây là đề 1 nha, cả lớp cùng nhìn lại với thầy một lần nữa. Như vậy nè, các bạn nhìn vào đề 1, câu số 1 này. Nếu các bạn làm đúng được câu A thì các bạn sẽ được 1 điểm nè. Nha. Các bạn làm đúng được câu B các bạn sẽ được 1 điểm nè. Các bạn làm đúng được câu C các bạn sẽ được 2 điểm nè. Các bạn làm đúng được câu D các bạn sẽ được thêm 2 điểm nữa nè. Được chưa? Như vậy tổng điểm của cả câu này khi các bạn làm đúng hết thì các bạn sẽ được là 6 điểm. Dễ không? Dễ lấy điểm không? Các bạn thấy chỗ này dễ lấy điểm chưa? Dễ đúng không nào? Nhưng mà thầy cô mong rằng các bạn sẽ cố gắng thực hiện được cái đề này nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua đề số 2 nha các bạn nha. Như vậy là chúng ta xong đề số 1. Phần sửa này các bạn có thể nhận từ cô giáo chủ nhiệm, nhận lại từ cái file cô giáo chủ nhiệm, hoặc thầy sẽ đăng ở trên sub để cho các bạn tải về các bạn ôn tập nha. Rồi đó là đề số 1. Rồi bây giờ chúng ta qua đề số 2 của câu đọc hiểu văn bản. Thầy nghe nè. Dạ thầy ơi, mình có cầm hình đi vô tập thầy không? Con ngồi nghe để tương tác với thầy ở trên này thôi nha. Tập trung nghe để hiểu cái hình dung nha. Bởi vì mình ghi nguyên một cái đề này vào rất là mất thời gian ha. Rất là mất thời gian. Các bạn tập trung nghe thầy giảng và trả lời cho thầy các câu hỏi là thầy biết tụi con hiểu bài hay không liền à. Và phần file này nó sẽ về tới với tụi con nha. Cô chủ nhiệm sẽ gửi qua group phụ huynh nè. Và thầy sẽ đăng cái này lên trên sub để tụi con tải về nha. Rồi tiếp tục được không cả lớp ơi? Chúng ta tiếp tục với đề 2 nha. Đây là câu số 2. Rồi câu số 2 các bạn cùng cùng thực hiện câu số 2 nè. Rồi các bạn cùng nghe đọc câu số 2 với thầy nha. Để thầy tô màu vàng cho dễ thấy. Rồi chúng ta đọc câu số 2 ha. Đoạn văn, đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. Rồi để thầy phóng to lên một chút. Rồi các bạn thấy rồi đúng không? Dạ. Rồi chúng ta làm đọc ha. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ. Mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa, ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Theo ngữ văn lớp 6 tập 1 Nguyễn Hắc Phi. Rồi bây giờ các bạn quan sát ở câu này thầy cũng hỏi các bạn đó chính là đoạn văn này được trích ra từ văn bản nào và thuộc thể loại nào thì chắc chắn các bạn cũng dễ dàng phát hiện được đúng không nè. Văn bản nào đây các bạn? Thánh giống. Đúng rồi, văn bản thánh giống thuộc thể loại nào đây các bạn? Truyền thuyết. Đúng rồi, thể loại truyền truyền thuyết. Như vậy các bạn phải trả lời đủ đủ một câu nguyên vẹn như vậy thì mới đúng nha. Rồi bây giờ câu B nè. Rồi bây giờ qua B ha, cả lớp cùng làm câu B với thầy. Như vậy theo em, nhân vật trong câu chuyện truyền thuyết nào được nhắc đến trong đoạn trích? Qua đoạn trích này á,
mình nhận thấy được nhân vật trong chuyện truyền thuyết nào xuất hiện ở đây đây? Các bạn trả lời cho thầy vào phần ô chat cái nè. Nhân vật trong câu chuyện truyền thuyết nào xuất hiện ở đây đây nè. Thầy mời các bạn trả lời vào phần ô chat cho thầy ha. Gia Mỹ ơi, hồi nãy thầy có góp ý là khi tụi con đánh tên của nhân vật thì lưu ý như thế nào đấy. Viết hoa cho thầy nha. Và các bạn lưu ý là do các bạn trả lời ở phần tương tác cho nên thầy cho các bạn trả lời ngắn. Nhưng khi ghi vào bài giấy thi, bài thi á, thì các bạn phải trả lời có chủ ngữ và vị ngữ. Có bạn trả lời với thầy đó chính là thánh tráng sĩ, đúng không các bạn? Thầy hỏi các bạn câu hỏi nè. Theo em, nhân vật trong câu chuyện truyền thuyết nào được nhắc đến trong đoạn trích câu chuyện truyền thuyết nào? Nhân vật trong câu chuyện truyền thuyết nào được nhắc đến? Như vậy mình phải trả lời đó chính là nhân vật tên gì, được chưa? Án của các bạn như vậy, chỗ này các bạn trả lời. Các bạn còn nghe nói không? Dạ hơi nghe nghe. Dạ nghe hả? Rồi bây giờ đáp án của câu này đó chính là nhân vật thánh giống nha các bạn nha. Bạn nào trả lời nhân vật thánh giống là chính xác nha. Rồi bây giờ qua câu C nè. Câu C là kiến thức tiếng Việt. Người ta yêu cầu chúng ta là xác định hai từ đơn. Đây, xác định hai từ đơn ha. Rồi, và xác định hai từ ghép ha. Đoạn trích này quen không? Mình làm bài tập trong phần tri thức từ đơn và từ ghép rồi đúng không cả? Dạ quen thầy. Đúng chưa nè. Như vậy các bạn quan sát cho thầy coi. Hai từ đơn ở đây là gì đấy? Hai từ đơn dễ rồi đúng không? Bây giờ trước khi đi vào xác định từ đơn thì dễ lắm. Mình chỉ ra tất cả những từ ghép cho thầy coi. Từ ghép thứ nhất. Nhắc lại cho thầy tri thức về từ ghép đây nè. Từ ghép thứ nhất ở trong câu chuyện này, ở trong đoạn trích này là từ ghép nào đây? Thầy mời Hoành Đạt con. Dạ thưa thầy, là từ ghép đầu tiên là chú bé. Chú bé, rồi từ ghép thứ hai, thầy mời Quốc Khánh nè. Dạ thưa thầy, là vùng vẫy. Vùng vẫy, vùng vẫy, vùng vẫy hả con? Vùng vẫy có phải là từ ghép không? Vùng dậy có phải là từ ghép không nè? Thầy mời một bạn khác cho thầy phát hiện cho thầy từ ghép cái nè. Thầy mời Yến Oanh. Dạ thưa thầy, là từ tráng sĩ. Tráng sĩ đúng rồi ha. Chúng ta có từ chú bé nè, từ tráng sĩ nè. Rồi còn từ gì nữa không nè? Thầy mời các bạn nè, các bạn giơ tay nè. Rồi thầy mời Tiến Dũng nè con. Dạ bạn Bạn Quỳnh ơi, vậy thưa thầy là oai phong á. Đúng rồi, từ oai phong nè. Rồi từ nào nữa nè? Từ nào nữa? Thầy mời Khánh Linh. Dạ vâng ạ. Thầy cho thầy biết coi, ở trong đây ngoài từ chú bé, từ tráng sĩ, từ oai phong là từ ghép thì còn từ nào là từ ghép nữa con? Con nghĩ là không phải tạm gọi là từ từ ghép á, đúng là từ ghép á, từ ghép. Còn từ nào nữa nè? Mình còn từ lãnh vực nè đúng không nè? Rồi mình còn từ gì nữa? Còn một từ ở trong đây nữa là từ ghép nữa. Thầy mời một bạn coi, thầy mời Khánh Trân coi nè. Thầy mời Khánh Trân. Cùng vậy à. Thầy mời Khánh Trân. Thầy ơi, cho con nói một điều nha thầy. Là bạn Khánh Trân, cái mic của bạn thầy đó ơi, bị hư rồi. À, bị lỗi rồi hả? Khánh Trân mic của con bị lỗi rồi hả? Rồi, như vậy là thầy mời Khánh Trân, thầy mời bạn Ngọc Thủy hỗ trợ Khánh Trân nha. Ngọc Thủy ơi, thầy mời Ngọc Thủy nè. Khánh Ngọc Thủy con hỗ trợ bạn đi Ngọc Thủy. Dạ là áo giáp. Áo giáp hả? Áo giáp có phải là từ ghép không nè? À, con có thể hỗ trợ được không mà? Thì con tìm được từ rồi. Được rồi. Con cũng tìm được. Từ nào vậy con? Thầy mời Hoành Đạt cái nè. Dạ thưa thầy, là vương vai. Vương vai có phải vương vai
Mai ơi, hôm bữa dạ bài không tập này mà chúng ta thầy, sửa với nhau rồi mà. đúng rồi thầy có Thấy nói này chưa? về từ vương vai rất là đặc Đó. biệt luôn Rồi bây giờ các á bạn nhìn thầy. nè. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè. Dạ Như vậy là hồi nãy bạn Ngọc Thủy chưa có mạnh dạn bảo vệ đáp án của mình nè Ngọc Thủy. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào nha. Những từ sau đây là từ ghép chúng ta đã sửa với nhau trong bài tập trước rồi mà. Thứ nhất đó chính là từ chú bé nè, đúng không? Rồi thứ hai chúng ta có từ gì đây? Chúng ta có từ tráng sĩ nè. Rồi thứ ba chúng ta có từ oai phong nè, từ không lẫm liệt nè, từ vang dội nè, và cuối cùng là từ áo dạ giáp nè. Được chưa Ngọc Thủy ơi, mai mốt con mạnh dạn hơn nha, phần trả lời của con đúng mà. Được chưa? Rồi. Rồi, tại vì sao mà thầy nhiều khi các bạn phát biểu, thầy hỏi các bạn là có phải từ đó không? Để thầy coi xem coi các bạn có bị đoán mò không á. Nhiều khi các bạn trả lời, nhiều khi các bạn đoán mò, xong rồi thầy cô hỏi ngược lại các bạn sợ. Cho nên là mai mốt nữa mình cứ chắc chắn với phần trả lời của mình thì mình cứ phát biểu ha. Như vậy các bạn nhìn thấy nè, ở trong đây thầy liệt kê lại cho các bạn rất nhiều từ ghép, các bạn chỉ cần chọn cái này hai từ ghép mà thôi nha, hai từ ghép được chưa. Và điểm thứ những từ còn lại nó sẽ là từ đơn, và các bạn chọn cái này hai từ đơn để vô đây. Như vậy mình chọn hai từ đơn và hai từ ghép bỏ vào đây, được chưa cả lớp ơi? Được chưa nè, thầy ghi trong đây nè, phần hướng dẫn của thầy nè, hai từ đơn là các từ còn lại, hai từ ghép đó là chú bé, tráng sĩ, oai phong, lẫm liệt, vang dội và từ áo giáp. Được chưa? Rồi nha. Bây giờ qua câu D. Các bạn đi kịp chưa? Bây giờ chúng ta qua câu D ha. Câu D là câu mà chúng ta sẽ liên hệ vận dụng thấp nè. Các bạn nhìn vào câu D thầy yêu cầu như sau. Câu D thầy yêu cầu từ hình tượng nhân vật thánh giống. Em hãy nêu hai việc làm cụ thể. Yêu cầu các bạn là đề bài yêu cầu các bạn là nêu hai việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu quê hương đất nước ha. Như vậy theo các bạn việc làm cụ thể nào để thể hiện được tình yêu quê hương đất nước của mình nè. Thầy mời các bạn đánh vào cho thầy phần trong phần ô chat cho thầy biết coi theo các bạn những hành động nào để thể hiện chúng ta là tình yêu quê, có tình yêu quê hương đất nước nè. Đánh vào phần ô chat cho thầy ha. Đánh vào phần ô chat cho thầy để thầy nhận được theo các bạn hai hành động nào thể hiện tình yêu quê hương đất nước nè. Mỹ. Còn con một hành động khác, bởi vì giai đoạn on được chưa, hiện tại bây giờ theo em hai hành động nào mà theo em sẽ làm để thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình à. Thấy ở đây có một cái hành động rất là hay ở chỗ bạn Khánh Linh, đó là giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Linh ơi, từ hoàn cảnh, từ hoàng không có hờ nha con, nhà nếu có hờ lấy cả chữ hoành rồi đó, được chưa? Hoành trong hoành đạt rồi đó, Em được xin lỗi chưa? Rồi chữ này là chữ hoàng nha, hoàng không có g nha con, hoàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, được chưa? Rồi ở đây thấy được một ý đi đúng rồi nè, đó là giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nè. Rồi bạn Khánh Trinh là cố gắng học tập thật tốt nè, đúng rồi nè. Rồi chống giặc cứu nước, Duy Hưng ơi, con giống như bạn Gia Mỹ ha. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong thời bình, cho nên là mình sẽ không có chống giặc cứu nước đâu, được chưa? Rồi tuân thủ thông điệp 5K, chăm chỉ học tập, chính xác. Hiện tại bây giờ tinh thần yêu nước của mình đó là gì? Cùng chung tay với đất nước phòng chống dịch bệnh nè, đúng rồi. Rồi Gia Khang cơ sở 4 ơi, con trả lời câu hỏi này là câu hỏi nào vậy con? Mẹ ra mời sứ giả vào đây ông tua. Cái câu đã trả lời này thầy đâu có yêu cầu phát hiện phần lời kêu gọi của phần đáp lại lời mời gọi của sứ giả đâu, thầy đang yêu cầu con là từ hình tượng Cô
nhân vật thánh giống. Em hãy nêu hai việc làm cụ thể. Như vậy ở đây thầy thấy các bạn đa phần là giúp. Đây, có một bạn có một cái ý mới, đó là biết bảo vệ môi trường. Chính xác, khi mình bảo vệ được môi trường sống, chính lúc đó mình đang góp phần bảo vệ quê hương đất nước ha. Rồi giúp đỡ các miền lũ lụt nè, rồi đúng luôn nè, rồi giúp đỡ người khuyết tật nè, rồi đeo khẩu trang nè. Chỗ này Hoành Đạt con cần phải thể hiện rõ ý hơn nha. Rồi dạ. Rồi thấy các bạn nè, tình yêu quê hương đất nước bằng cách là góp tiền để mua vaccine COVID nè, góp gạo cho người nghèo. Thầy thấy các bạn nhiều những hành động rất là thiết thực. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Các bạn trả lời như thế này, gồm cho thầy 2 đến 3 câu văn ha. Từ hình tượng nhân vật thánh giống. Các bạn ơi, được chưa? Rồi. Phải, em học được điều gì đây? Em học được bài học về tình bài yêu. Học về tình yêu quê hương đất nước. Đúng rồi, tình yêu quê hương đất nước, giỏi lắm. Tình yêu quê hương phải đất nước ha. Rồi từ đó. Vì thế ha, em sẽ hành động đúng rồi, cụ thể để thể hiện tình yêu quê hương đất nước của chính mình đúng chưa nè. Đúng rồi, rồi. Mình không thể nói quê hương đất nước tại vì mình lập từ á. Đúng rồi, chính xác. Mình không dùng từ quê hương đất nước nữa mà đối với đất nước của mình, được chưa? Rồi, qua việc. Rồi, bắt đầu chỗ này mình nêu hai hành động nè. Qua việc nè, đúng chưa? Góp, qua việc là... đúng chưa? Đúng rồi, góp cái gì đây? Hoặc góp là gạo. Qua việc. Đúng rồi, góp gạo nè. Góp gạo nè. Góp gạo nè. Rồi gì nữa? Ủng hộ nè. Ủng hộ tiền nè. Đúng không? Vật chất nè, đúng không? Ủng hộ tiền. Rồi. Vật chất cho miền Trung, miền lũ lụt. À, cho những miền có lũ lụt. Nha, nè, được chưa? Rồi, tiếp tục chấm phẩy. Hay đó là ý thức gì đây? Ý thức thực hiện 5K. Đúng rồi, quy tắc 5K. Trong gì đây? Trong giai đoạn dịch. Sao? Đúng rồi, trong giai đoạn dịch. Giai đoạn COVID. Rồi, xong nha. Như vậy các bạn nhìn vào đây nè. Đủ 3 thầy câu. Có 3 câu nè. Rồi, đủ 3 câu đây ha. Đây là câu 1 nè. Rồi, đây là câu 2. Rồi, phải có được câu 2 không thầy? Và đây là câu 3. Câu được kết thúc và mở đầu bằng viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm nha con. Dấu phẩy đâu phải là kết thúc câu. Dấu phẩy là ngăn cách các ý trong câu. Được chưa? Dạ con biết, nhưng mà cái dấu chấm phẩy có được tính không thầy? Không, dấu chấm phẩy cũng là được xem là dấu phẩy, nó chuyển sang một ý khác trong câu đó. Hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Bây giờ các bạn như vậy là ở đây các bạn hình dung ra được đề số 2 chưa nè? Đề số 2 dễ không nè? Đề số 2 dễ không các bạn? Như vậy chúng ta nhìn lại đề 2 một lần nữa nha. Chúng ta nhìn lại thầy nghe nè. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại đề 2 một lần nữa ha. Nếu các bạn làm đúng được câu A, các bạn sẽ được 1 điểm nè. Câu B 1 điểm. Rồi các bạn làm được câu B, các bạn sẽ được 1 điểm nè. Rồi, ở câu C các bạn sẽ được 2 điểm. Nếu các bạn chỉ ra được 2 từ đơn là được 1 điểm, 2 từ ghép là được 1 điểm, cộng lại sẽ được 2 điểm nè. Rồi, ở câu D các bạn trả lời được 2 việc làm cụ thể, các bạn cũng sẽ được 2 điểm nè. Được chưa? Các bạn thấy dễ không nè? Như vậy toàn bộ bài này các bạn được 6 điểm. Rồi, bây giờ các bạn lưu ý, thầy có một lưu ý nhỏ cho cả lớp nè. Một lưu ý nhỏ nha. Cả lớp cùng thực hiện với thầy, cùng quan sát với thầy một lưu ý nhỏ nè. Cùng quan sát với thầy một lưu ý nhỏ nha cả lớp ơi. Rồi, cả lớp cùng quan sát với thầy. Các bạn lưu ý một quan sát lưu ý nhỏ đây. Ở câu D, câu 2D, câu 3D, câu 1D nè và câu 2D, bạn nào làm khác với phần hướng dẫn của thầy thì điểm các bạn sẽ cao hơn. Còn bạn nào mà thực hiện ví dụ như ghi y chang bạn, y theo kiểu là học thuộc á,
học thuộc xong rồi vô viết á, được chưa? Bạn nào mà viết y chang như phần định hướng của thầy thì điểm của mình, ví dụ chỗ này thầy chấm chỉ được 1,5 điểm thôi. Còn bạn nào làm khác, ví dụ từ hình tượng thánh gióng em học được bài học về tình yêu quê hương đất nước, chính vì thế em sẽ có những hành động để thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình bằng cách rồi góp gạo, rồi các bạn đưa những hành động khác vào bằng cách là bảo vệ môi trường nè, được chưa? Rồi các bạn sẽ giúp đỡ ủng hộ cho các nạn nhân bị Covid-19 nè, ủng hộ tiền để mua vaccine để tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 nè, đưa những hành động khác vào thì các bạn sẽ được chọn vẹn điểm. Các bạn hiểu không vậy? Khuyến khích ở câu D các bạn làm khác thầy nha, ở lớp ơi, được chưa nè? Rồi xong ha, chúng ta xong nha. Rồi bây giờ chúng ta đi câu tiếp theo, chúng ta đi câu tiếp theo nha cả lớp ha. Rồi thầy ơi, câu tiếp theo của chúng ta sẽ là sao vậy con? Hồi nãy con thấy cái màn hình của thầy nó bị màu xanh xanh á hả? Bây giờ tụi con nhìn thấy, còn nhìn thấy không? Còn nhìn thấy không? Dạ con thấy. Con nhìn thấy cái gì à? Còn nhìn thấy không? Còn nhìn thấy mà đúng không cả lớp? Dạ. Con vẫn còn nhìn thấy, con vẫn có nhìn thấy được. Mà nó thì con thấy tục, cái màn hình ha. Nó bị nhòe đi, nó bị nhòe nhòe. Rồi bây giờ rõ chưa nè cả lớp ơi, rõ chưa? Dạ rồi. Rõ hơn chút rồi. Dạ rõ rồi thầy. Con nghe rõ hơn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Đó chính là câu 2, câu 1 và câu 2 trong phần đầu tiên, đó là phần đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần viết đoạn nè. Ở phần này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách viết đoạn một cách rõ ràng nè. Và đề bài của chúng ta sẽ là viết đoạn văn cảm nghĩ, có hai phần đề ha. Thứ nhất là các bạn sẽ viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một câu chuyện cổ mà em yêu thích. Và đề số 2 nó sẽ là viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về lịch sử của quê hương đất nước qua, sau khi các bạn đọc hai văn bản đó là Thánh Gióng và Sử Tích Hồ Gươm. Các bạn thấy đề 1 và đề 2 chưa nè? Cái đề mà thầy tô vàng nè, các bạn thấy chưa? Thấy. Rồi phần này thầy mời các bạn mở vở ra ghi nè. Thầy mời các bạn mở vở ra, các bạn ghi cho thầy ở vở bài tập nha, vở bài tập ghi cho thầy kỹ năng viết đoạn văn. Rồi bây giờ các bạn mở vở bài tập ra, thầy hướng dẫn các bạn kỹ năng viết đoạn văn nha. Thế rồi các bạn ghi cho thầy. Bài tập sao hả thầy? Bây giờ không có vở bài tập thì tụi con mở ra đằng sau quyển vở bài học của mình á, ghi mặt sau của quyển vở bài học nha. Tụi con ghi cho thầy thứ ngày tháng hôm nay nha. Thứ hai. Ngày 11 tháng 10, hôm nay mình bây giờ mình sẽ học kỹ năng viết đoạn văn nha. Dạ. Yeah. Con nhớ ghi thứ ngày tháng nè. Thứ hai, ngày 11 tháng 10. Rồi, bắt đầu mình ghi tựa đề bài, đó là kỹ năng viết đoạn văn cảm nghĩ. Rồi. Và lưu ý cho thầy là kỹ năng viết đoạn văn cảm nghĩ này thầy sẽ áp dụng cho tất cả các đối tượng sau này mình học luôn nha. Dù nó là viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện cổ tích, hay viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một vấn đề liên quan đến một văn bản chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 6, được chưa? Thì dù ở đề nào đi chăng nữa thì các bạn cũng phải viết cho thầy với cái các thao tác sau đây. Như vậy chúng ta sẽ đi vào phần 1 la mã, đó là phần yêu cầu chung. Yêu cầu chung ha. Các bạn ghi bài nha. Dạ. Rồi, một la mã, yêu cầu chung. Dạ rồi thầy. Thầy vẫn đang chờ các bạn, những bạn nào mà chưa ghi kịp thầy vẫn đang chờ nha các bạn nha. Xong rồi thầy. Rồi bây giờ các bạn cùng quan sát phần yêu cầu chung nè. Các bạn lưu ý cho thầy, bởi vì đây là đoạn văn phát biểu cảm nghĩ, bây giờ thầy sẽ cho chúng ta một cái đề, một cái đề mẫu. Chúng ta lấy cái đề số 1 phân tích thử ha, cùng làm, cùng tìm hiểu cái kỹ năng viết đề này dựa trên yêu cầu đề bài. Bây giờ các bạn sẽ ghi cho thầy một cái đề vào yêu cầu chung. Các bạn ghi đề vào đi, ghi đề vào, các bạn ghi là dựa vào đề bài sau. Dựa vào đề bài sau. Hai chấm. Vậy thầy ơi, mình sẽ lấy một cuốn vở mới nữa thầy.
Đúng rồi, vở bài tập đó con. Bữa giờ mình có vở bài tập mà. Mình đang làm vở bài tập nha. Cả lớp ơi, đang ghi trong vở bài tập nha. À, dạ thưa thầy là con có viết Bạn ba Duy Trang ơi, cái bài tập bạn Duy đó Trang đang đâu rồi? vào văn, nhưng mà bây giờ con có vở mới rồi, giờ con thay qua bên kia hết cô hả thầy. Đúng rồi, bây giờ nếu con có vở mới rồi thì con làm cho thầy một quyển vở bài tập riêng nha con. À, dạ em cảm ơn thầy ạ. Các bạn dựa vào đề bài đi. Dựa vào đề bài, viết đoạn văn 7 đến 10 câu trình bày cảm nghĩ về một câu chuyện cổ tích mà em yêu thích. Từ cái đề bài này, thầy và các bạn sẽ đi vào xem có yêu cầu chung của một bài, một đoạn văn viết cảm nghĩ là gì ha. Bảo Nhi ơi. Dạ cô hỏi con ạ. À, con đi đâu thế? Con có đi đâu đâu cô, con ngồi đây mà cô. À, camera của con là bật camera sau chút sau đó nha. Bảo Anh bật cam lên đi con. Tại tại vừa nãy em con nó cũng người cơ cô nên nó bị vậy. Ủa cô ơi, tại sao thầy tắt cam rồi cô? Con làm Con bài có đi ha. dạ đưa đề xong chưa cả lớp ơi? Nhớ xong rồi em. Nhớ xong rồi à? Hồi nãy cái mạng thầy ơi, hồi nãy cái mạng nó lắc quá, con nghe thầy nói nhanh quá trời luôn. Con nghe Hồi vào nãy cái con nghe thì thời nó rất là chậm luôn á thầy, nghe thì gian nó này giật giật á. con lại nghe thầy nói giống như là thầy đang xài hai ạ đó. Đúng rồi, mấy Chậm. nó bị văng. Thôi Tấn Trọng ơi, đẩy cam xích xuống nè, cô không thấy con á. Thôi đẩy xích xuống nữa đi con. Rồi. Gia Bảo cơ sở. Con ngồi đàng hoàng cơ Gia Bảo ơi, con ngồi thẳng lên nè. Ngồi thẳng lên con. Đúng rồi. Ngồi đừng ngã ngửa nha. Ngồi học đừng ngã ngửa nha con. Con nhớ ghi bài nha Gia Bảo ơi. Thầy ơi, bây giờ mình Ghi hơn bậc viết cam đi đoạn văn ha. Không, Con chưa 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 dạy kỹ năng mà, từ từ dạ viết con, đừng vội đừng vội. Thầy đang dạ hướng dẫn nha, đừng vội nha. Thầy biết là sẽ có một số bạn đã biết viết rồi, nhưng mà thầy muốn hướng dẫn các bạn làm giống nhau dạ nha, thao tác làm giống nhau nha. Rồi bây giờ các bạn quan sát nè, ở phần yêu cầu chung các bạn nhìn cái đề nha. dạ Bây giờ thầy có những câu hỏi đặt cho các bạn như sau. Các bạn quan sát cho thầy ở đề bài này, các bạn hãy nhận diện cho thầy hình thức của đề bài này. Hình thức ở đây viết như thế nào về mặt hình thức ha. Rồi bây giờ ở đề bài này hình thức người ta yêu cầu chúng ta là viết gì đây? Viết gì đây các bạn? Hình thức một bài Viết khi cảm mình viết. nghĩ, viết về một cái chuyện cổ tích mà em yêu thích. Không rồi, tụi con hiểu chưa hiểu được chữ Cảm hình thức nghĩ. rồi. Hình thức có nghĩa là cách thức mình thể hiện cái bài đó của mình á. Như vậy mình nhìn vào đây coi người ta yêu cầu mình viết bài hay viết đoạn. Viết đoạn văn. Viết đoạn Đúng văn. rồi, như vậy nhìn vào đây đoạn văn đó là hình thức nha. Rồi đoạn văn, hình thức ở đây là Dạ. đoạn văn nha. Rồi đoạn văn ở đây Dạ. là mấy câu đây các bạn? Bảy đến Sẽ có 10 rất là nhiều, câu. đúng Bảy đến rồi, 10 sẽ rất câu. là nhiều, sẽ rất là nhiều hình thức có yêu cầu đoạn văn viết dòng 10 đến 12 dòng. Như vậy mình sẽ đếm cái dòng mình làm á, 1 2 3 mình đếm đúng 10 dòng là làm trong vòng 10 dòng mà thôi. Còn về số câu sẽ có rất là nhiều số câu, 6 đến 8 câu, 7 đến 10 câu, 10 đến 12 câu, 12 đến 15 câu vân vân. Được chưa? Như vậy hình thức ở đây các bạn nhớ là thầy, hình thức đó chính là cái kết cấu của bài đó chúng ta làm dài hay ngắn. Và đối với bài này chúng ta làm dài hay ngắn này cả lớp, đối với Ngắn bài này chúng ta nha, làm dài hay nha ngắn chị đây? Ngắn, bởi vì nó là ơi. đoạn văn nha, và đoạn văn này có giới hạn nha, có giới hạn số câu. Rồi giới hạn số câu đây là mấy đây?
10 câu bảy đến 10 câu nha. Giới hạn số câu đây là 10 câu, 7 đến 10 câu nha. Như vậy là ít hơn 7 câu thì bị trừ điểm, mà nhiều hơn 10 câu thì cũng bị trừ điểm. Hiểu chưa? Như vậy là về mặt hình thức ha. Rồi bây giờ các bạn trả lời cho thầy. Như vậy nội dung ở đây yêu cầu làm gì? Nội dung hình thức đó là đoạn 3. Giới hạn nội dung đó là nội dung nó viết về cảm trình bày cảm nghĩ về một chuyện cổ tích. Đúng rồi. Thì nội dung ở đây đó chính là trình bày cảm nghĩ. Thứ nhất đó là trình bày cảm nghĩ ha, trình bày cảm nghĩ. Như vậy trình bày cảm nghĩ ở đây đó thuộc kiểu bài gì đây các bạn? Kiểu bài đoạn văn. Văn. Kiểu bài gì đây? Văn. Biểu cảm. Được chưa? Như vậy kiểu bài ở đây đó chính là kiểu bài văn biểu cảm bằng cách là trình bày cảm nghĩ ha. Rồi bây giờ về cụ thể hơn về đối tượng. Bây giờ về đối tượng. Đối tượng ở đây là gì vậy các bạn? Chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích. Đối tượng ở đây, đúng rồi, câu chuyện cổ tích ha. Giỏi, các bạn nhớ rồi đó. Câu chuyện cổ tích ha. Rồi như vậy là chúng ta thấy yêu cầu chung là chúng ta sẽ xác định được hình thức nè, về mặt nội dung nè. Rồi đó là về yêu cầu chung. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hai la mã. Hai la mã ở đây chúng ta sẽ ghi. Đúng rồi, đang viết vào đó. Rồi thầy ghi cái phần hai la mã xong thầy chờ các bạn nè. Hai la mã có nghĩa là các bước viết bài cảm nghĩ. Thầy ơi thầy, đi thi là có mấy câu thầy? Dùng từ viết đoạn đi. Đi thi là sao con? Là đề thi có tổng cộng mấy câu á hả? Dạ, đúng rồi thầy. Đề thi có tổng 2 câu. 2 câu, được chưa? Câu 1, 4 câu nhỏ. Và câu 2, 1 câu lớn. Được chưa? Được rồi. Như vậy là chúng ta đề thi của chúng ta tổng cộng gồm câu lớn câu nhỏ luôn là tổng cộng 5 câu. Được tới 2 phần. Đúng rồi. Ghi bài nha, ghi bài nha. Để làm sao? Gia Mỹ ơi, bật cam đi con. Gia Mỹ ơi, có nghe cô gọi không? Mà trả lớp xong chưa nè? Bạn nào ghi xong rồi tụi con, bạn nào ghi xong rồi thì thầy nhờ các bạn á nhấn biểu tượng nút giơ tay cho thầy biết nha. Con nhấn rồi ạ. Thì con cũng nhấn rồi. Rồi bây giờ thầy vào phần tiếp theo ha. Phần 2 là mà các bước viết đoạn văn cảm nghĩ nè. Rồi bây giờ các bạn lưu ý cho thầy, thầy cũng sẽ xây dựng một cái bài đoạn văn cảm nghĩ dựa trên cái đề bài trình bày về câu chuyện cổ tích nha. Để cho các bạn hình dung nha. Thầy gọi tên từng bước, sau từng bước thầy sẽ có phần thực hiện. Rồi bây giờ bước 1 của chúng ta sẽ là bước giới thiệu. Bước 1 sẽ là bước giới thiệu đối tượng.
Giới thiệu đối tượng. Rồi. Bước 1 chúng ta có đó là giới thiệu đối tượng ha các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn quan sát bước 1 này nha. Thầy thực hiện như sau. Rồi bây giờ đối với câu chuyện cổ tích, chúng ta phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện cổ tích. Thầy lưu ý các bạn, chúng ta giới thiệu như thế này. Câu chuyện cổ tích là chúng ta được học trong chương trình ngữ văn lớp 6. Ngày hôm nay thứ tư này các bạn sẽ được học câu chuyện cổ tích đầu tiên, đó là câu chuyện với tên gọi Em bé thông minh. Được chưa? Đó là thuộc thể loại chuyện cổ tích. Như vậy phần giới thiệu vấn đề chúng ta phải trả lời được cho thầy đó là gì? Trong chương trình ngữ văn lớp 6, được chưa? Trong chương trình nè, ngữ văn thầy làm mẫu ha, ngữ văn lớp 6 phải. Rồi, em được học cái gì đây? Em được học bài được. Em bé thông minh. Được. Về thể loại chuyện cổ tích. Đúng rồi, thể loại chuyện cổ tích với gì đây? Rất nhiều câu chuyện hay, đúng chưa nè? Câu chuyện đi hay con. Phải Khánh ơi. Nhưng trong đó, được chưa nè? Em thích nhất câu chuyện, được chưa? Ví dụ câu chuyện tên là Thọ Sọ Dừa, hay là câu chuyện tên là Thạch Xanh, hay là câu chuyện tên là Tấm Cám, vân vân. Được chưa? Cây tre chăm đốt, tấm cám, hay là câu chuyện hay là câu chuyện ăn khế chả vàng, vân vân. Được chưa? Nhưng nhớ phải là câu chuyện mà mình được học nha, được học, mình được biết nha. Được chưa? Hoặc bây giờ thầy mở rộng cho các bạn luôn. Câu chuyện có thể trong câu chuyện này các bạn có thể phát biểu cảm nghĩ về một câu chuyện mà em yêu thích ngoài sách giáo khoa cũng được. Được chưa? Nhưng mà thầy hướng dẫn trong bài của thầy thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là câu chuyện với tên gọi là Em bé thông minh. Rồi thầy xong bước đầu tiên. Thầy xong bước đầu tiên là bước giới thiệu. Như vậy chúng ta phải giới thiệu được cái câu chuyện đó nó xuất hiện ở đâu. Nó xuất hiện trong chương trình ngữ văn lớp 6 với thể loại chuyện cổ tích. Đây là phần mẫu của thầy về việc chúng ta giới thiệu đối tượng. Rồi, xong chưa? Các bạn ghi vô ha. Ghi vô. Bước đầu tiên chúng ta xong ha. Bước đầu tiên. Ủa thầy cho con hỏi là nếu mà không có trong ngữ văn sách ngữ văn lớp 6 thì con sẽ nói sao ta? Trong nếu như vậy thì dễ lắm con, đơn giản thôi. Trong chương trình ngữ văn lớp 6 hay trong đời sống hàng ngày, được chưa? Em được học và được đọc rất nhiều câu chuyện liên quan đến thể loại chuyện cổ tích, được chưa nè? Và có rất nhiều câu chuyện hay, nhưng trong đó em thích nhất đó là câu chuyện ăn khế trả vàng. Thầy ví dụ á, được chưa? Con hiểu chưa nè? Thầy nói lại ha. Các bạn, bạn Hoành Đạt có một câu hỏi rất là hay. Thầy ghi nhận câu hỏi này bởi vì bạn phát hiện được là bên cạnh những câu chuyện cổ tích mình được học trong chương trình thì mình còn được đọc nữa. Ủa, thì mình phải làm sao? À, rồi thầy ví dụ nè, thầy sẽ nói chậm lại phần đó nè. Mình sẽ nói như thế này, trong chương trình ngữ văn lớp 6, đúng không? Và trong đời sống hàng ngày, em đã được học và được đọc rất nhiều câu chuyện thuộc thể loại chuyện cổ tích. Nhưng trong đó em thích nhất đó chính là câu chuyện ăn khế trả vàng. Các bạn hiểu chưa nè? Cả lớp hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. À. Bạn Vũ Phong đi đâu rồi bạn Vũ Phong? Rồi, sau khi các bạn giới thiệu được đối tượng rồi ha, thì các bạn phải bước 2 nè, bước 2. Các bạn chờ thầy một chút đi để thầy quan sát coi các bạn đã vào có đầy đủ không. Thái Bình ơi, con đang nằm ở trên gì hay sao vậy? À, con đang ngồi thầy thấy rồi. Thầy tưởng con nằm.
Chúng ta tiếp tục hai cả lớp ha. Rồi các gia bạn bảo quan sát tiếp một theo đâu nè. Rồi gia bảo cơ sở 1. Rồi mấy bạn chỉnh cái cam xuống xích xuống một xíu nha, không có để lên trần nhà nha mấy bạn. Chúng ta tiếp tục hai cả lớp ha. Rồi, bây giờ qua bước 1 là chúng ta giới thiệu đối tượng xong rồi, bây giờ bước 2 cảm nhận ban đầu của em. Cảm nhận ban đầu. Cảm nhận ban đầu của em về đối tượng. Như vậy chỗ này cảm nhận ban đầu của mình về đối tượng. Đặc biệt ở chỗ này cảm nhận ban đầu của mình là mình cảm thấy cái đối tượng đó mình có yêu thích không? Đúng không? Có hấp dẫn không? Được chưa? Có. Thấy có hay không? Rồi, có để lại cho mình ấn tượng gì hay không? Đúng chưa? Rồi, như vậy từ câu chuyện, từ cái phần thầy định hướng như các bạn đó chính là câu chuyện về em bé thông minh. Thì thầy có cái cảm nhận ban đầu về đối tượng này. Đó chính là một câu chuyện cổ tích hấp dẫn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhân vật chính trải qua nhiều lần thử thách. Được chưa? Như vậy chỗ này không, thầy không sẽ ghi nhận. Camera xích xuống rồi không? À, câu chuyện. Để camera xích xuống đi con. Được chưa? Rồi. Thật sự hấp dẫn. Đó, bắt đầu mình đánh giá. Và cái cảm nhận ban đầu của mình ha. Thật sự hấp dẫn em. Bởi nhân vật em bé trải qua nhiều thử thách. Rồi, như vậy là chúng ta có được một câu nêu cảm nhận ban đầu của mình. Được chưa nè? Như vậy là chúng ta có bước 1 là giới thiệu đối tượng ha. Bước 2 là chúng ta có cảm nhận ban đầu của mình về đối tượng ha. Rồi, cảm nhận ban đầu có nghĩa là dùng một câu thôi. Ví dụ như là các bạn thấy là các bạn thấy là nhân vật Thánh Giống đi, cảm nhận ban đầu của chúng ta nhân vật Thánh Giống là mình có khâm phục Thánh Giống không? Có không các bạn? Có. Khâm phục đúng không? Bởi vì chàng giống 3 tuổi chưa biết nói biết cười đặt đâu nằm đấy nhưng lại mạnh dạn can đảm, đúng không? Đáp lại lời mời gọi của sứ giả để đánh tan giặc Ơn. Như vậy cảm nhận ban đầu của mình đó chính là khâm phục chàng Giống. Được chưa? Rồi. Bắt đầu. Các bạn ghi kịp bước thứ 2 chưa nào? Gia Khang ơi, con có ghi không vợ? Gia Khang, Vũ Phong ơi, con đang ghi chưa? Thầy, cái chỗ mà nhân vật em chạy qua nhiều thử thách thì chỉ em bé rồi. Quên, thiếu, xin lỗi. Nhân vật em bé trải qua nhiều thử thách. Rồi, cảm ơn bạn Dũng nha. Bảo Nhi bật cam đi con. Thầy dạy kỹ để cho các bạn làm bài thi đó nha. Câu này 4 điểm đó, khi ra thi câu này 4 điểm đó nha. Là tổng cộng là 10 điểm, 10 điểm. Hả thầy? Ừ. Bước 2 đó là cảm nhận ban đầu của mình về đối tượng. Thầy chờ các bạn ghi đó nha. Chúng ta nhanh tranh thủ nha các bạn. Bạn nào ghi xong rồi thầy mời các bạn bấm biểu tượng cho tay. Bảo ơi, Gia Bảo có sở 2 ơi. Con ngồi nghiêm túc viết bài nè. Đừng có cười nữa nè Gia Bảo ơi. Thôi cô, tại vừa nãy nó có người gọi cho cô con nên là nó tự động nó tắt cam đi. Cô. Rồi Bảo Nhi con ghi bài đi ha. Rồi. Thầy ghi nhận rồi. Gia Bảo cơ sở 2 tắt mất đi con. Gia Bảo cơ sở 2 tắt mất đi con. Phương Thảo ơi, con chỉnh cái cam xuống cho cô không thấy mặt con, cứ để trên trần nhà hoài vậy Phương Thảo. Cô không muốn gọi tên đâu nha, cô nhắc rồi mà không bỏ xuống nè. Dạ thưa thầy, là con đã kịp. Con nào ghi xong rồi con nhấn biểu tượng giơ tay ha, để chúng ta tiếp tục nha các bạn nha. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đi xong bước 1, bước 2 ha. Như vậy là các bạn cùng quan sát lại nè. Thầy làm mẫu cho các bạn lại ở cái phần này nè. Thầy đọc trọn vẹn lại ở bước 1 và bước 2 để cho các bạn nắm nè.
thầy có rất là nhiều cách để thầy dẫn dắt. Ví dụ như là thầy có vẻ dẫn dắt là trong kho tàng chuyện cổ tích, đúng không? Được chưa? Em được đọc rất nhiều câu chuyện hay, đúng không? Hoặc là trong kho tàng chuyện cổ tích được bà hoặc mẹ kể lại, em được nghe rất nhiều câu chuyện hấp dẫn, nhưng trong đó em thích nhất câu chuyện cậu bé thông minh. Câu chuyện thật sự hấp dẫn em, hoặc là câu chuyện khiến cho em thật sự yêu thích bởi nhân vật em bé đã trải qua nhiều lần thử thách. À, như vậy chúng ta đã xong được câu bước 1, bước 2 là bước giới thiệu, và chúng ta nêu được cảm nhận ban đầu của mình về đối tượng đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước 3 nè. Bước 3 đây được xem là một bước rất là quan trọng, bởi vì nếu các bạn không nắm được câu chuyện thì các bạn sẽ không thực hiện được bước 3, đó chính là trình bày những hiểu biết của em về đối tượng. Trình bày hiểu biết của bản thân về đối tượng. Rồi, câu chuyện em bé thông minh các bạn chưa có được học, nhưng câu chuyện này các bạn đã được làm quen ở chương trình tiếng Việt lớp 4 và lớp 5 rồi, đúng không nè? Thầy còn nhớ không lầm là câu chuyện này được học ở năm lớp 5. Đó là câu chuyện mà liên quan đến việc đó là vị sứ giả đại diện cho nhà vua đi tìm người, đúng không? Người tài cứu giúp cho quê hương đất nước đó. Và đi đến đâu thì vị viên quan này đưa ra những thử thách. Cậu bé thông minh đưa ra những thử thách tới đó. Cho nên là chúng ta thấy được đó là gì? Đó chính là nhân vật cậu bé trong câu chuyện này, đúng không? Là một người tài giỏi hơn người. Được chưa nè? Bạn nào đang mở mic đó, tụi con tắt mic đi nè. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Chúng ta thấy hiểu biết của chúng ta về đối tượng, như vậy là hiểu biết của chúng ta hiểu gì về nhân vật em bé trong câu chuyện này? Em bé này đã trải qua những lần thử thách của nhà vua, đúng không? Và của viên quan. Và đồng thời em bé này cũng đã giúp cho chúng ta trả lời được cái thử thách của nước láng giềng. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta sẽ trình bày hiểu biết của chúng ta về đối tượng ấy xoay quanh cái gì? Xoay quanh các sự việc diễn ra trong câu chuyện. À, bạn Gia Bảo cơ số 2 mở cam lên con. Thầy có một ví dụ khác, bây giờ thầy yêu cầu các bạn phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện cổ tích tắm cá. Bây giờ mình phát biểu cảm nghĩ của mình á về câu chuyện cổ tích tắm cá này á, thì các bạn sẽ trình bày hiểu biết của mình, những hiểu biết gì về đối tượng của tắm cá trong câu chuyện này. Đó chính là gì các bạn? Đó chính là tắm cá là một người hiền lành và trải qua những gian nan thử thách, đúng không? Đúng không? Từ việc hóa thân thành cái gì các bạn? Hóa thân chim vàng anh rồi, chim vàng anh nha, chim vàng anh chứ không phải quạ nha, hóa thân vào chim vàng anh nè, rồi đến khung cưỡi nè, rồi đến cái quả thị nè, và cuối cùng là nàng đã được ông bụt cứu giúp, đúng chưa? Và trở về làm gì các bạn? Làm người. Và cuối cùng được như thế nào? Được sống gần hoàng tử, đúng không? Như vậy những hiểu biết của chúng ta xoay quanh đối tượng, chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào các sự việc trong câu chuyện ấy. Được chưa? Như vậy đối với câu chuyện cổ tích thì chúng ta sẽ dựa vào đâu? Các bạn sẽ ghi cho thầy nè. Chúng ta sẽ dựa vào, các bạn ghi ha, dựa vào các sự việc của câu chuyện. Rồi, thầy mời các bạn ghi ha. Mời các bạn ghi thì chờ. Cái này rồi chúng ta sẽ đi, thầy với các bạn sẽ đi trình bày hiểu biết của mình về câu chuyện em bé thông minh ha. Ủa thầy ơi, vậy là ngày mai mình mới bắt đầu học cái bài em bé thông minh hả thầy? Thứ tư, đúng rồi con, thứ tư mình có tiết mình sẽ học ha, mình sẽ học bài em bé thông minh ha. Dạ. Thế còn bài sợi dừa thì sao thầy?
Bạn hỏi thầy trả lời luôn là trong chương trình tinh giản của bộ, bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh á, được chưa? Người ta yêu cầu rằng là ở trong phần chủ đề số 2 nó có 3 văn bản, thì giáo viên chỉ lựa chọn 2 trong 3 văn bản đó để dạy cho học sinh thôi. Cho nên là thầy lựa chọn văn bản Em Bé Thông Minh và câu chuyện Chuyện Cổ Nước Mình của Lâm Thị Mỹ Dạ dạy cho các bạn. Thầy không dạy văn bản sọ dừa. Phần văn bản sọ dừa các bạn có thể tự đọc thêm trong sách ha. Được chưa nào? Dạ. Dạ. Vậy là thầy bớt một bài để làm nhanh hơn đúng không thầy? Đúng rồi, bớt một bài để làm nhanh, mà là do phân phối chương trình của mình đó, do học tập trực tuyến cho nên là nó sẽ không được nhiều tiết, cho nên là mình giảm cái số bài đó xuống ha con ha. Dạ. Giải thích để cho các bạn hiểu chứ không phải là thầy bỏ kiến thức đâu nha, không phải là thầy bỏ bài của các bạn đâu nha. Rồi, chúng ta đi vào bước thứ 3 ha. Bây giờ mình đi vào bước thứ 3, mình trình bày cái phần hiểu biết của mình về đối tượng này. Như vậy chúng ta thấy nè, trong câu chuyện này, qua việc chúng ta tìm hiểu về câu chuyện này ở bậc tiểu học rồi, chúng ta thấy xoay quanh câu chuyện này đó chính là những lần mà nhân vật Em Bé Thông Minh trải qua những thử thách, đúng không? Được đặt vào những thử thách. Nhưng qua những thử thách đó, Em Bé Thông Minh đều giải quyết được một cách rất tài tình, hợp lý, đúng không? Và từ cái cách giải thích, cái cách giải quyết vấn đề của cậu bé thông minh gợi ra cho người đọc chúng ta một cảm giác lý thú, được chưa nào? Như vậy thầy trình bày cho các bạn những hiểu biết sau đây. Hiểu biết thứ nhất, ở chỗ này thầy trình bày cho các bạn ba cái hiểu biết, hai cái hiểu biết. Hiểu biết thứ nhất đó chính là Em Bé Thông Minh, em bé là nhân vật, được chưa, có tài năng hơn người. Tài năng hơn người. Như vậy tài năng hơn người này chúng ta phải giải thích cho người ta vì sao mình nói em bé này có tài năng hơn người. Bởi điều gì đây các bạn? Bởi nhà vua cho bởi dù có bao nhiêu khó khăn thử thách em bé cũng đúng rồi được. Bởi không chỉ là qua nhà vua mà còn là của viên quan, của lời sứ giả nữa, đúng không? Vị sứ giả nước láng giềng nữa. Như vậy là dùng từ chính xác nhất là chúng ta sẽ dùng giống như là bạn Tiến Dũng giải xin lỗi, bạn đúng rồi, bạn Tiến Dũng giải thích gì đó là trải qua, bởi dù trải qua những thử thách, đúng không, thì nhân vật đều như thế nào đây, giải quyết đều đáp bằng ứng những lại tài tình hợp lý ha. Giải quyết đi, đừng đáp ứng lại, giải quyết đi, dùng từ giải quyết ha. Giải quyết được cho một vấn đề được đặt ra và được Em Bé Thông Minh giải quyết. Như vậy mình sẽ ghi là bởi mỗi thử thách khi được đặt ra ha, mỗi thử thách khi được đưa ra, được đưa ra thì em bé đều giải quyết như thế nào đây? Giải quyết một cách tài tình. Phải khéo léo, phải hợp lý. À, đó là ý thứ nhất ha. Đó là ý thứ nhất. À, trình bày hiểu biết của mình về đối tượng ha. Mình có, thầy sẽ cho các bạn ở đây là hai ý. Thứ nhất đó chính là em bé thông minh, em bé là nhân vật có tài năng hơn người, bởi mỗi thử thách khi đưa ra thì được em bé giải quyết một cách tài tình, khéo léo, hợp lý. Rồi, hiểu biết thứ hai của mình về đối tượng, hiểu biết thứ hai của mình về đối tượng. À, các bạn đọc câu chuyện các bạn cũng sẽ thấy ở trong câu chuyện này em bé thông minh giải quyết tất cả những câu chuyện này á bằng trí thông minh của bản thân mình, được lũy từ kinh nghiệm, từ tri thức trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy chỗ này hiểu biết thứ hai đó là gì? Trí thông minh của em bé, được chưa? Trí thông minh của em bé được chưa? Được tích lũy. Được tích lũy, phải đúc kết từ kinh nghiệm sống. Được chưa? Phải từ kinh nghiệm sống, phải tri thức của cuộc sống hàng ngày.
Đó, chúng ta có được cái kiến thức thứ hai. Thầy ơi cho con hỏi thầy, Thầy nghe. đúc trí đúc đúc kết là gì thầy? Đúc kết có nghĩa là có Nghe nghĩa là từ rất là nhiều thứ, được chưa? Đúc kết có nghĩa là thu gọn lại, là học được cái gì rồi thì vận dụng nó vào trong đời sống của mình, được chưa? Được chưa con? Ví dụ con học được oh. A, con học được 1 cộng 1 bằng 2, học được 2 cộng 2 bằng 4, học được 3 cộng 3 bằng 6, được chưa? Mình học được nhiều cái công thức về toán học, mình đúc kết nó để trở thành tri thức của bản thân mình. Và từ cái việc mình đúc kết đó đó, mình vận dụng nó vào trong đời sống hàng ngày, hiểu chưa con? Dạ hiểu rồi thầy. Đúc kết có nghĩa là mình học nó vào và tích lũy nó lại trở thành vốn sống của mình và mình vận dụng trong đời sống hàng ngày ha. Ôi thầy ơi, hình như con mới thấy bài tên là Lộc gì đó thầy, chấm được bài và bài của thầy á. Bạn nào chấm lên bài của thầy hả? Hiện tại Bài bây giờ thầy thấy ở trên cái phần bảng của thầy đâu có bị gì đâu. Tụi con cứ là tranh thủ ghi bài đi. Tụi con lưu ý là tập trung ghi bài đi nha, không có tập trung ngồi quậy phá gì đâu nha. Rồi, thầy thấy là một số bạn đang ngồi rất là thong dong thư thái, điềm viên, thoải mái rồi đúng không nè? Thầy tiếp tục được chưa? Thầy mà đi nhanh thì chứ la lên, thầy ơi đi nhanh quá. còn đâu có ngồi thăm dâm Thầy làm ơi đi gì. nhanh quá. Còn lúc mà thầy đi từ từ lại thì ngồi chơi không à. Lộc ơi con ghi bài xong chưa vợ Lộc? Xong rồi thầy. Rồi con quay, con dùng camera con quay vở cho thầy xem coi nè. Dựng đứng nguyên vở lên. Rồi quay qua. Đưa sát lên một chút nữa con, đưa sát một chút nữa, đưa sát vào camera rồi thầy thấy rồi. Rồi, được rồi, nhưng mà nhớ là ghi mấy cái chữ Thầy có thể đi nét ra phía cao bên ngoài lên, nét móc được đó, ghi đừng có đậm quá nha con, ghi đậm quá nhìn bài của mình nó dơ nha. Rồi. dạ. Nhớ có gì được thì nhờ bố mẹ sắm cho con một cái bút đỏ nha để ghi bài cho nó sạch với lại cho nó rõ Bút đỏ ràng. hả À. Ừ, nhưng mà sao thầy thấy cái bài hồi nãy không có bút đỏ vậy? thầy? Con làm miếng giấy bút đỏ nè. Trời, vậy thôi thầy ghi nhận lại, thầy trừ điểm. Thầy trừ điểm Lộc nha vì tội làm biếng, trừ 5 điểm tội làm biếng. Trừ lần gom lần trừ luôn, tại vì mất công trừ lắc nhắc ngày trừ điểm nó lâu, thầy gom lần trừ luôn thể. Là nguyên một học kỳ là trừ 5 điểm tội làm biếng, ghi bút đỏ. Vậy bây giờ thầy hỏi các bạn, trong cái bài thầy trình bày cho các bạn, giờ thầy không để màu đen, không để màu xanh. Các bạn nhìn một màu đen thui lùi không, các bạn thấy chán không? Dạ chán. Chán đúng không? Dạ. Ừ, tự nhiên mình ghi bài cho thầy đọc mà mình làm biếng. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi. Tri thức cuối cùng mình có được ở câu chuyện này. Câu chuyện này đó là gì các bạn? Câu chuyện Em kết thúc. Ta thấy được em bé kết thúc thông minh như thế chuyện nào là đây? nhà kết thúc chuyện là nhà vua đã cho em bé được được vô làm vua. Được vô làm Ơi không phải làm vua hả? Kết thúc ở đó, kết vua. thúc chuyện thì em bé đã được nhà vua như thế nào, đón vào trong như thế nào? Đó vào trong kinh thành. Ừ đúng rồi, đón vào trong kinh thành ở và cho học học tập đúng không, đón vào trong cung cho em bé học tập đúng không? Như vậy mình ghi tri thức thứ ba, mình hiểu biết về đối tượng là gì, kết thúc chuyện nè đúng không, vì cái gì, vì mến mộ tài năng của cậu bé đúng không, vì mến mộ tài năng của em bé đúng không? Nhà vua đã như thế nào đây, nên nhà vua được chưa nè, đã đón em bé vào vào cung đúng không, và Ủa thầy ơi cho cho con hỏi này thầy. học tập. Thầy nghe Lúc đó là em nghe nè con, bé mấy tuổi vậy thầy? Sao em vô bé được? thông minh trong câu chuyện văn học dân gian kể là thuật lại cho chúng ta, em bé thông minh trạc tuổi đó là từ 8 đến 14 tuổi đó con, được chưa? Vào cung ở đây, ở trong cung con hình dung ra được là ở trong cung có rất là nhiều khu vực, nó có nhiều cái nơi đúng không, có thể là nhiều cung nhỏ ở trong đó, kinh thành rồi bắt đầu vô kinh thành thì có rất là nhiều cung cấm ở trong đó, mình trải qua nhiều cung cấm thì mình mới được đi vào tới nơi vua ở. Thì cậu bé cũng giống như vậy á, cậu bé sẽ được xây một cái cung đúng không, rồi vô cho cậu bé vô trong đó ở. Thí dụ hay đặt thì cho cậu bé đó vào cái cung đó, hay đặt cái cung tên là cung cung tri thức đi, có nghĩa là ở chỗ đó dành cho những người trí thức
những người học hỏi, những người hiểu biết sâu rộng ở trong đó, được chưa? Mỗi cái cung sẽ đặt tên xứng với lại cái nhiệm vụ cái cung đó ha. À, như vậy vừa rồi thầy và các bạn trình bày được ba cái tri thức liên quan đến hiểu biết của mình đến câu chuyện em bé thông minh. Đó là em bé này là một người tài năng, có hiểu biết, vượt qua các lần thử thách. Thứ hai, đó là em bé này rất là thông minh. Cái trí thông minh của em bé này được đúc kết từ đời sống